Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai Nói Chuyện Quốc Tế tối thứ Bảy ngày 19 tháng 10, ngày vạc năm 2024. Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ nhân dịp cuối tuần. Hôm nay chúng ta sẽ đi một vòng những thông tin vòng quanh thế giới, rồi chúng ta sẽ đến với điểm nóng với những thông tin rất thú vị ở khu vực Trung Đông và liên quan tới bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại diễn đàn kinh tế BRICS cũng như là các cái phiên hỏi đáp rất thú vị liên quan tới các nội dung nóng bọc vòng quanh thế giới. Và hãy đến với khu vực châu Âu. Như vậy là sau bài phát biểu ngày hôm qua của ông Zelensky tại Bruxelles thì hôm nay những công ty tình báo, à xin lỗi quý vị, những cơ quan tình báo của phương Tây đang cố tìm cách tiếp cận để thăm dò xem là liệu Ukraine có khả năng để tạo ra vũ khí hạt nhân thật hay không hay chỉ là ông zelenski nói ra cái khao khát của mình thôi đây là nguyên văn của ông thủ tướng hungary viktor orbán ngày hôm nay thì uh, viktor orbán cũng đã một lần nữa ngăn chặn những nỗ lực của châu âu nhằm thay đổi những cơ chế uh, cấm vận chống lại nước nga trước thềm bầu cử tổng thống mỹ cũng thông tin đến từ các tờ báo của nước Anh về vấn đề châu Âu và Ukraine. Tờ báo này đã rất phũ phàng để đưa ra những bài báo nói rằng là Zelensky và chính phủ của ông đang rất là tuyệt vọng bởi vì là phương Tây đang rất hờ hững với lại cái khao khát của quốc gia nhập quốc gia này muốn gia nhập NATO. Ở quốc gia Georgia, Georgia ở vùng Caucasus thì người đại diện của liên minh châu âu tại georgia nói rằng quốc gia này có thể sẽ đánh mất tất cả những sự hỗ trợ về tài chính và các vấn đề hỗ trợ khác nếu như chính quyền nước này không thay đổi cái xu hướng định hướng về mối quan hệ với lại liên minh đồng thời là bắt đầu xích dần với lại cộng đồng eu trong thời gian tới thông tin liên quan đến khu vực Hàn Quốc Triều Tiên như vậy là ngày hôm nay thì uh, sau những một loạt những cái video ở trên mạng cho thấy là một nhóm người vài chục người đang mặc cái quân phục và có vẻ như là trong những cái cử chỉ rồi là mặt mũi từ xa rất giống những người Triều Tiên, tức là mắt một mí đấy và người bé bé gầy gầy đang thao luyện rồi là nhận những cái trang thiết bị vũ khí vân vân. Đấy thì chính quyền Hàn Quốc lần nữa lại nói rằng là hôm nay thì họ phát hiện ra có tới 13.000 quân triều tiên đang tích cực huấn luyện và thậm chí là đang trên đường để đến chiến dịch quân sự đặc biệt của phía nga và ngay lập tức thì văn phòng tổng thống của hàn quốc cũng đã họp khẩn cấp và ông tổng thống đã nói rằng là đây là một trong những cái hoạt động đe dọa tới tình hình ổn định hòa bình thế giới và cả liên quan tới hàn quốc nữa rồi có nguồn tin đến từ hãng tin của Hàn Quốc cho biết rằng là nước này cũng cân nhắc một cái lực lượng nào đó gửi đến chiến trường Ukraine để đối phó với lại lực lượng của Triều Tiên. Và tôi nghĩ rằng là họ lên cử những cái băng nhạc K-pop như là BTS vân vân á, đúng không ạ? Đến thì như vậy rõ ràng là nó sẽ có đối thủ xứng tầm. Đáng lưu ý thì trong một bài phát biểu được trích ngang từ cái diễn đoàn kinh doanh của BRICS thì ông Putin đã nói rằng là dưới bất cứ một hoàn cảnh nào thì nước Nga sẽ không bao giờ cho phép Ukraine à phát triển vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hoàn cảnh nào. Liên quan tới kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky, ngày hôm nay thì người phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng là Nhà Trắng ủng hộ kế hoạch chiến thắng của ông ấy. Còn ông Zelensky thì khoe rằng trong tương lai. Nước Mỹ sẽ cung cấp cho Kenya những khoản viện trợ quân sự khổng lồ cứ 2 tuần một lần. Và trong tương lai gần thì chính phủ của ông Joe Biden sẽ đến kỳ ép với rất nhiều những cái vấn đề để mà trao đổi về việc thực thi kế hoạch chiến thắng. Liên quan đến tình hình Trung Đông thì tới thời điểm hiện tại chúng ta có những cái thông tin mà nghe nó rất là kiểu như nó giật gân đấy. Đấy, đầu tiên. À, hôm nay thì đã có một cái... Vâng, tôi có thể quay luôn video này Nếu mà nó bị cấm thì thôi, mình sẽ chơi sau Đây, chúng ta nhìn trên hình ảnh một chiếc UAV đã vượt qua mặt một chiếc trực thăng Đấy Và quý vị biết cái UAV này nó đi đâu không ạ? Và nó từ đâu không? Đây là chiếc UAV được Hezbollah phóng lên Để mà bay trên bầu trời của thành phố Seracera Thành phố Jerusalem là nơi mà có dinh thự của ông Netanyahu, thủ tướng Israel. Sau khi mà phát hiện ra chiếc UAV này thì máy bay trực thăng đã bay trên bầu trời để tấn công nó. Thế nhưng mà nó đã bay qua trực thăng mà trực thăng đã không làm gì được. Rồi sau đó nó tấn công vào dinh thự của ông Netanyahu. Và bây giờ thì những nguồn tin đồn đại như sau. Thứ nhất là ông Netanyahu đã bị thương nhẹ. Để đồn đại thôi nhé quý vị nhé rất nhiều quý vị trích dẫn lời của tôi nhưng mà hay bỏ qua mấy cái chữ đầu tiên đấy và đây mình phải nói đây là nó đồn đại là ông ấy bị thương nhẹ khi cái uav tấn công ngay sau đó thì tất cả những thông tin liên quan tới khu vực đấy đã bị phong tỏa à, một cách cực kỳ khắt khe do đó là không ai có thể xác nhận được vụ việc toàn bộ chính phủ cơ quan bộ ngành không được không nói năng gì về vấn đề ông ấy bị thương hay là ông ấy vị trí ở đâu nói chung là không nói gì về đến sự kiện và thế thì như vậy thì tôi phải xóa cái video này khẩn cấp rồi chỉ có mỗi một cái thông tin uh, đó là uh, truyền thông của Excel nói um, trước khi thời điểm mà uh, sự kiện nó bùng nổ thành cái thông tin đồn đại ấy, thì là ông Netanyahu Yahoo có khả năng đang có mặt ở cái rừng thự của ông ở vùng Sera Sera thế thì liên quan đến vụ tấn công này chúng ta có thể thấy điều gì có để thấy là đã mấy lần liên tiếp rồi uav của hezbollah đã có thể thâm nhập vào hệ thống phòng không của israel đúng không ạ và tùy nghi tấn công các mục tiêu quan trọng như là trại lính căn cứ quân sự hệ thống phòng không và bây giờ tấn công cả dinh thự của thủ tướng nữa và như vậy thì đúng như lời hôm qua chúng ta nghe hezbollah nói đó là họ đang chuyển cuộc chiến của họ lên một cái giai đoạn mới đúng không quý vị Đấy, thế thì chúng ta sẽ chờ những cái thông tin này. Tôi nghĩ rằng là nó cũng chả có vấn đề gì ghê gớm, nhưng cơ bản là mình thấy rằng là Excellent thì chuyên thích chơi kiểu ám toán Thì có lẽ là Hackbola thì bây giờ họ cũng sẽ chơi cái bài này thôi đúng không ạ Và tôi tin chắc một điều rằng là Excellent chơi kiểu này thì nó đương nhiên rồi đúng không ạ Họ sẽ mở ra một cái hộp Pandora Đúng là một cái hộp gọi là địa ngục đấy Các cái quốc gia xung quanh là các quốc gia yếu thế Thì tất nhiên là họ chẳng có phải là phải cân nhắc tính toán thì họ cũng sẽ sử dụng những cái kiểu tiếp cận để giải quyết còn lại thôi giống như excel thôi còn có thể họ làm được hay không thì đấy là một cái câu hỏi hoàn toàn khác đúng không ạ rõ ràng là, là khó hơn nhiều nhưng mà chắc chắn là họ cũng theo đuổi cái đó thế nhưng mà bây giờ thì có thể khó chứ còn trên đường dài thì tôi nghĩ rằng là với một cái quốc gia thì người ta đầu tư các cái việc đánh đấm thì nó khó đúng không ạ? Trên quy mô lớn chứ nếu như đầu tư nguồn lực để phục vụ riêng cho những cái việc an toán thì nó lại không phải là một cái gì đấy nó quá khó và quá lâu đúng không quý vị người ta có thể đầu tư một cách tập trung vào để nâng cao cái năng lực ám sát của mình và đấy tôi nói là một cái sự thật như thế và Excel đã theo đuổi cái đó mà họ có một cái chiến lược và họ có kỹ năng và nói chung họ giàu có và họ rất giỏi đúng không ạ nhưng mà cũng điều đấy cũng không ngăn cản rằng các quốc gia tương tự có thể theo đuổi cái chính sách như vậy Tuy nhiên ở đây thì chúng ta có một yếu tố nó nhạy cảm, ông Netanyahu là người lãnh đạo của một đất nước được luật pháp quốc tế và hiến pháp của nước Israel công nhận đúng không ạ? Còn lại những người lãnh đạo của các cái Hezbollah hay là Hamas thì lại là những cái người lãnh đạo của các cái đảng phái quân sự. Đấy. cho nên là nó Israel có thể viện cớ ở cái việc họ tấn công vào những cái nhân sự trong các cái nhóm vũ trang đúng không ạ? Và nó không phải là đại diện cho chính trị gia hay lãnh đạo các nước vâng tất nhiên thì những cái điều đó luận điệu thôi bởi vì uh, hôm qua chúng ta biết rồi sau khi là ông xin vâng người lãnh đạo của hamas bị thiệt mạng thì sau đó toàn thể các lãnh đạo uh, cũ mới của người mỹ đều lên tiếng gọi là hân hoan chúc mừng đúng không ạ đấy và buông ra những lời lẽ có thể nói rằng là rất là thấp đối với ông ấy hôm nay thì uh, thủ tướng anh Sten kimer còn nói rằng là uh, không ai trên thế giới này được uh, đại khái là được, uh, được 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 cái gì tiếc thương đấy cho cái sự ra đi của cái cái sự uh, gọi là mất mạng của ông sinwar thế còn ở trong nước thì người ta có thể nói là cái vùng Gaza ấy. Ừ, họ gọi là tôn kính cái ông Sinwar này thì tất nhiên đó là cái 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 văn hóa đã là lịch sử của họ đúng không ạ à, và người dân ở đấy thì đã tiến hành cầu nguyện rồi là để tang rồi là viết thành huyền thoại sử thi gì đó đại khái là họ à, không những coi đó là một cái sự tử vi đạo đấu tranh cho đất nước của họ vùng đất của họ mà họ còn coi đó là một cái huyền thoại sống nói chung thì ông Shin qua một là một người rất đặc biệt, ông ấy là một người mà ra tù vào tội uh, ở cái những cái trại tù của Israel rồi, cả cuộc đời là đấu tranh um, với lại Israel uh, và um, bản thân ông ấy thì được cho là được phương Tây cho là người đứng đằng sau, tức là người kiến trúc sư đứng đằng sau cái vụ tấn công ngày 7 tháng 10 cho nên là Israel đã săn lùng bằng được và cuối cùng họ đã hạ sát ông ấy. Ngày hôm nay thì chính quyền Hamas mới xác nhận là ông ấy thực sự chính thức đã thiệt mạng. Thế thì uh, cái cái chết của ông Sinwar thì nói thật là khác với lại ông trước, đúng không ạ? Là bởi vì sau khi ông trước lên thì chúng ta thấy còn ông Sinwar, ông trước thiệt mạng. Còn ông Sinwar nhưng mà bây giờ ông Sinwar thiệt mạng thì trong cái lực lượng của Hezbollah không có những cái nhân vật. Đây là chúng ta trích dẫn nước ngoài thông tin nước ngoài nha là không còn những linh vật mà lỗi lạc như là Sinwar nữa, có cái ý thức hệ, có cái kiến thức tốt về israel và cái bề dày lịch sử đấu tranh nữa đấy cho nên họ nói rằng là uh, khả năng sau khi ông ấy thiệt mạng thì cái phong trào hamas nó sẽ yếu đi thế nhưng mà chắc chắn rằng là israel cũng sẽ không dập tắt được cái uh, sự đấu tranh của họ và chỉ một thời gian nữa thì người ta lại có thể lấy lại cái sức mạnh của mình À, chúng ta có thể cảm nhận như thế bởi vì nghe đâu đấy là sau khi ông ấy thiệt mạng thì bây giờ cái việc mà tạm quyền ấy đã được chuyển cho một cái người ở nước ngoài rất có khả năng ở những cái vùng như qatar và đó là những cái thông tin liên quan tới khu vực gaza một cái sự kiện rất là quan trọng đúng không ạ còn ở khu vực Liban thì hai bên vẫn bắn đi bắn lại trên trời thì tên lửa và UAV vẫn tiếp tục bay vào vùng trời của cảng hai pha Israel. Israel thì đã hạn chế ném bom trong 2-3 ngày gần đây. Đấy, nhưng mà có vẫn có những vụ ném bom gây ra tổn thương rất lớn nhưng mà không còn những cái cấp chiến dịch như là mấy hôm trước nữa. Còn trên bộ thì hai bên vẫn oánh nhau đi đùng và đến bây giờ thì Israel cũng chưa tạo được một cái cứ điểm nào đáng kể à, trên cái vùng đất của Liban Ít nhất là chúng ta theo những cái à, gọi là các cái bản đồ của các mã nguồn mở. Thế còn thông tin thú vị liên quan tới Israel và Iran ấy, thì ngày hôm nay cả hai phía. À, ở phía Israel thì quan chức họ cũng nói là chúng ta đã bắt đầu tiến gần tới một cái giai đoạn lịch sử. Đấy, sắp có những cái diễn biến nghiêng trời lệch đất sắp xảy ra. <laughs> có nghĩa liên quan đến vụ đáp trả Iran ấy mà có khả năng đáp trả cái gì ghê gớm lắm đúng không ạ? nghe nó rất là hoành tráng nó như kiểu là à vâng và, và cái gì nhỉ? gọi là đại hồng thủy ấy đúng không, quý vị. Thế còn ông Joe Biden thì nói rằng ông biết rõ kế hoạch đáp trả của Israel nhưng mà ông không nói ra đâu. Đấy. Thế còn Iran thì nói rằng là chúng ta cũng đang tiến tới một cái giai đoạn gọi là đại khái là thay đổi dòng chảy lịch sử cái gì đó cơ bản là chúng ta thấy có ba phe này, Hezbollah này, ba thế lực Hezbollah, Iran và Israel thì đều nói rằng họ đang ở những cái giai đoạn đại khái là nó sang trang. đấy giai đoạn mới vâng như vậy là tin tức thế giới ngoài các khu vực châu âu thì tiếp tục viện trợ này nọ các thứ thì chúng ta thấy ở châu phi quân chính phủ mali kết hợp với lại wagner đang tiến hành rất nhiều những cái chiến dịch rất thành công à, và một là để họ đại khái là cái gì trả đũa cho cái vụ hôm nọ mà họ bị phục kích khiến cho một cái người chỉ huy của họ bị thiệt mạng ấy. Đấy. hai nữa là đánh bật các cái thế lực uh, chống chính phủ ra khỏi biên giới của mali Tổng thống Donald Trump và thông tin đến nước Mỹ thì hôm nay ông nói rằng là uh, Netanyahu đang làm những công việc của ông ấy một cách rất là xuất sắc. Rất tiếc là Joe Biden đã cố gắng để kiềm chế ông ấy. Đấy nếu như ông không nói cái câu đằng sau liên quan đến chê ông Joe Biden thì có lẽ là tôi nghĩ rằng một cái câu, câu nó khá là gọi là 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 khách quan đúng không ạ? Bởi vì là mỗi người thì có một cái nhận định riêng của mình. Có nhiều người thì nghĩ rằng giết những đứa trẻ đó là công việc tốt đúng không ạ? Có người thì ngưỡng ngược lại. Thế nhưng khi mà ông Donald Trump ông ấy nói về việc là Joe Biden đang cố kìm chế ông ấy thì chúng ta thấy rằng đó là những cái luận điệu để mà tranh thủ sự ủng hộ của cử tri do Thái ở nước Mỹ ở nước Mỹ theo một cuộc khảo sát mới nhất 52% à, khảo sát của viện Gallup như quý vị nhé tức là cái công ty khảo sát ừ, lớn nhất thế giới đấy à, 52% cho biết rằng là đời mức sống của họ trong vòng 4 năm qua à, đã giảm một cách đáng kể 39% người trả lời cho rằng tình huống tài chính đã cải thiện trong thời gian này và 8% thì không thấy cái sự thay đổi gì đáng kể và một số lượng cực lớn 46% cho biết rằng là cái điều kiện kinh tế hiện tại của đất nước đang trong một cái trạng thái rất tồi tệ. Vâng, tồi tệ không phải là rất tồi tệ, đính chính lại rất thì nó hơi quá rồi, tồi tệ. Như vậy là gì? Có tới 46% phần 46% thì đã đánh giá tiêu cực về cái điều kiện kinh tế của đất nước, đúng không ạ? 52% thì nói rằng là đời sống họ đã tồi tệ đi trong nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Và hôm qua chúng ta có 79% đánh giá rằng là chính phủ của ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã đưa đất nước đi chạch hướng đúng không ạ hoặc là đi lầm đường lạc lối đấy và chỉ có 21% là đồng ý với hai ông bà ấy thôi cũng liên quan đến nước Mỹ thì hôm nay chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này để thấy rằng là các cuộc bầu cử tổng thống của nước Mỹ gần đây nó đã uh, tăng tới 26 à, 8 lần, vâng 80 lần trong suốt 26 năm qua. đấy là chưa thèm tính theo cái điều chỉnh lạm phát. có nghĩa rằng là bây giờ thì cái chi phí uh, của cái lần bầu cử lần này đã tới liên tới đúng 16 tỷ đô la, 16 tỷ đô la chi phí uh, bầu cử. đó là một cái con số kỷ lục nếu không tính vào cái mức độ lạm phát, tức là cái điều chỉnh lạm phát. Còn nếu như mà điều chỉnh lạm phát thì nó lại không bằng cái chi phí của cuộc bầu cử của hồi năm 2020. Điều đấy cho thấy rằng là trong 4 năm vừa rồi, nước Mỹ lạm phát rất nhiều. Và tất nhiên rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã thấy cái dấu hiệu mà người ta đã chi một số lượng tiền gấp đến 800% trong vòng 26 năm thì cho thấy rằng là đồng tiền nó đã nói chuyện đúng quý vị và những cái việc ngày nào chúng ta cũng nói là cái nền chính trị nó là nền chính trị vận động hành lang đúng quý vị thì tất cả những vận động hành lang này thì nó chính là cái việc là chi phí bầu cử này thôi chứ chẳng là cái gì cả. Tôi nhớ là cái thời của ông Obama đấy, đâu đấy cái con số nó lên tới 1 2 tỷ mà lúc bấy giờ nó đã lần đầu tiên nó phá kỷ lục rồi. Đấy thế mà bây giờ nó lên tới 16 tỷ đô la, khủng khiếp như vậy là gì như vậy là uh, như chúng ta đã phân tích từ trước đến nay nếu như mà kể cả có một cái người lỗi lạc đi ở đất nước mỹ đi nhưng mà nếu không có gia thế nếu không có uh, một cái sự nghiệp đại khái là và sự nghiệp mà đi theo dọc theo một cái sự quan hệ với lại những cái giới chính trị gia và vận động hành lang thì cũng quên cái chuyện để có thể bầu cử đi đúng không, quý vị và Mỹ thì chúng ta thấy chứng kiến rất nhiều những cái người như vậy rất xuất sắc nhưng mà cũng chỉ đạt được 1 2% mà thôi. Chúng ta có thể nói nhanh qua cái việc này như thế nào? Quý vị cũng đã biết rằng chúng ta nói nhiều về cái tổ chức IPAC đúng không ạ? IPAC nó là cái cái tổ chức vận động hành lang cho người Do Thái. Đấy, thân Do Thái và trong những năm vừa qua thì cái 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 sự thâm nhập của ipac này vào chính trường nước mỹ nó gần như là nó theo những cái nhận định của các vị học giả ấy, thì nó không thể đảo chiều được nữa nó giống như là cái giới tài phiệt của nước mỹ ở trong nền kinh tế mỹ không thể nào có thể rũ bỏ được à, bây giờ thì quý vị thấy là thứ nhất là họ thâm nhập cả hai đảng cả đảng dân chủ lẫn đảng cộng hòa thứ hai là họ thâm nhập vào từng vị nghị sĩ một nhưng chúng ta nhớ là mỗi một cái lần có nghị sĩ nào mà iPark lobby mà giành ghế đó, thì ngay lập tức iPark đã đăng một cái bài rất là long trọng để nói rằng là thấy chưa mỗi một uh, thành viên nghị sĩ mà được iPark chúng tôi chứng thực thì cái tỷ lệ thành công tăng gấp vài trăm lần đã vài trăm phần trăm Đấy, và đây là kết quả ông a đã trúng ông b đã trúng ông c đã trúng đúng không ạ thế thì uh, câu chuyện là người ta lobby cái gì ở nước mỹ nếu nhìn vào không cần biết những cái vấn đề khác liên quan tới những cái giới tài phiệt do thái ở nước mỹ đã nhận được những cái quyền lợi lớn lao như thế nào thì chúng ta có thể nhìn vào israel chỉ riêng năm ngoái thôi israel đã nhận được tới 18 tỷ đô la của chính quyền mỹ 18 tỷ tiền viện trợ đúng ạ trong khi chúng ta biết rằng là những cái lobby đấy những cái khoản nó cùng lắm nó chỉ tiền triệu và thậm chí là vài trăm nghìn đô la thôi thế nhưng mà cái số lượng tiền mà Israel nhận được nó 18 tỷ đô la tôi chỉ nói riêng chuyện tiền thôi nhé mà tiền tôi không nghĩ rằng đó là cái giá trị lớn nhất trong cái sự ủng hộ của chính quyền Mỹ đối với Israel đúng không ạ thì như thế cho thấy rằng là à, cái cái chính phủ của nước Mỹ họ thực sự là họ họ đi theo cái ngạch vận động hành lang đúng không ạ có thể nói là như vậy mình có gọi đó là đặc tính đặc thù hay như thế nào thì gọi nhưng cơ bản đó là một cái um, vâng, một cái mà nước Mỹ sẽ lại thuộc vào đúng vậy. Đấy, cứ nhìn vào cái tiền bầu cử chúng ta biết gấp 8 lần so với lại 26 năm trước. 26 năm trước thì nó đâu có lâu đâu, có vài nhiệm kỳ đúng không quý vị? Có bốn nhiệm kỳ ở 6 nhiệm kỳ. Trong khi đấy đã có vài ông là nhiệm kỳ kép rồi. Và đấy cũng là lý do mà chúng ta thấy là ngày xưa ấy có rất nhiều những chính trị gia Mỹ có khi hỏi ra chả biết Israel nó nằm ở đâu. Thế nhưng mà đồng loạt thì bây giờ rất nhiều người yêu Israel uh, gốc Do Thái đúng không ạ? Đấy rồi là sống cả đời phấn đấu cho dân tộc Do Thái Israel vân vân rất nhiều kể cả Donald Trump đấy Cho nên chúng ta thấy rằng là đó là những cái mà nó rất là mười mươi. Và nếu mà cái xuống này cứ tiếp tục thì chúng ta thấy nói chung là nó sẽ không có những cái sự logic đúng không ạ? Chúng ta hay đặt ra những câu hỏi là tại sao thế này, tại sao thế kia? Nhưng nếu chúng ta hiểu được những cái con số này thì chắc chắn là chúng ta đã tự có những câu hỏi cho những cái sự ngang trái của mình. À, đúng không ạ? Vâng và, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian phần còn lại của phần bản tin này để đến với một cái sự kiện ngày hôm nay là ngày 19 tháng 10 ngày bắt đầu một cái diễn đàn à, kinh tế BRICS. Nói chung là nó là những cái cuộc họp à, trước thềm của BRICS đấy. Mấy hôm vừa rồi thì các vị bộ trưởng mỗi trước cũng họp túi bụi, nhưng ngày hôm nay thì bắt đầu mới có lãnh đạo. Hôm nay thì à, tổng thống Nga đã bắt đầu chủ trì một vài những cái phiên họp và các nhà lãnh đạo à, hàng đầu thế giới thì cũng đã bắt đầu dục dịch đến nước Nga rồi. À, để mà bắt đầu cái câu chuyện này thì chúng ta luôn nhớ về cái bài phát biểu của bà à, Mativenko, bà ấy là người đứng đầu Hội đồng Liên bang Nga. Bà ấy nói rằng là sự kiện thượng đỉnh BRICS ở Kazan à, không phải là sự kiện chứ không phải là sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ sẽ là một trong sự kiện có ý nghĩa nhất, quan trọng nhất của năm nay, quyết định tương lai dòng chảy của lịch sử. Hôm nay thì uh, hôm qua thì chúng ta đã có những thông tin liên quan tới um, uh, cái những cái, cái 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 công cụ đúng không ạ của một cái hệ thống thanh toán của Brick rồi um, thông qua cái việc thanh toán rất là tiện lợi uh, của ngày hôm qua. Đấy, tuy nhiên thì uh, chúng ta sẽ đi qua cái bài phát biểu của tổng thống putin để tìm hiểu xem là họ sẽ định làm gì với cái đó và những cái gì xung quanh những cái thông tin uh, của thế giới liên quan tới bài phát biểu của ông ấy trước thềm rick khi tổng thống putin nói một loạt các vấn đề trên thế giới một cách nhanh gọn và trả lời cử tọa một cách ngẫu nhiên không hề có một cái sự dàn xếp từ trước là một bài phát biểu dài tại hai cái sự kiện cùng lúc cho nên là chúng tôi sẽ rút ngắn lại những cái bài phát biểu của ông thành những cái ý ngắn thứ nhất là nước nga luôn quan tâm tới việc kết thúc cuộc xung đột ukraine càng nhanh càng tốt nước nga sẽ theo dõi chặt chẽ nếu như bất kỳ quốc gia nào nỗ lực chuyển giao vũ khí hạt nhân cho ukraine chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hoàn cảnh nào ờ, những hành động như thế chắc chắn sẽ nhận sự đáp trả tương xứng và sẽ chịu hậu quả thảm khốc ai cũng biết là để tạo ra vũ khí hạt nhân tại thời điểm hiện tại thế giới hiện tại của chúng ta thì không phải là một việc quá khó nhưng đối với lại ukraine thì đời đó vẫn còn là một câu hỏi lớn Nước Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc đối thoại một cách hòa bình, để kết thúc cuộc xung đột một cách hòa bình, nhưng phải dựa vào những văn bản đã trao đổi vào năm 2022 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Putin nói rằng ông có lẽ sẽ làm gián đoạn công việc của những nhà lãnh đạo tại G20 nếu ông tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Brazil. Như vậy là có vẻ như Putin sẽ không đến Brazil. À, Tổng thống tin rằng ông đến Brazil sẽ gây ra những cái sự hỗn loạn và gián đoạn uh, vì những tình hình đang diễn ra xung quanh nước Nga. Tuy nhiên ông nói rằng thượng đỉnh G20 là một cái diễn đàn rất quan trọng và có ý nghĩa chứ không nếu như nó không bị chính trị hóa liên quan đến uh, những vấn đề của tòa án hình sự quốc tế liên quan và lệnh cấm bắt ông của tòa án này thì Putin nói rằng là nước nga không chịu sự phán xét của tòa án kể trên và nước nga hoàn toàn có thể vượt qua những cái lệnh này bằng việc là ký kết những thỏa thuận song phương với các quốc gia. Tòa án hình sự quốc tế chỉ có những cái ý nghĩa với lại các cái quốc gia thành viên của họ thôi, còn nước nga thì không thừa nhận đơn cái tổ chức này. Liên quan đến tình hình ở châu âu, ông nói rằng là khu vực đồng eurozone thì đang phải thực hiện những hành động một cách cố gắng để mà cân bằng uh, trên một cái bờ vực của một sự suy thoái các tuyến đường uh, phương bắc của nước nga hành lang nam bắc của nga iran là một trong những tuyến đường quan trọng nhất của uh, quá trình vận tải tải của thế giới và đang thu hút sự quan tâm rất lớn đến từ các quốc gia thành viên của khối brics liên quan đến hệ thống liên quan đến một đồng tiền chung của khối brics tổng thống nói rằng là hiện tại không có bất kỳ một cái nỗ lực tập trung nào để phát triển đồng tiền này bởi vì đó là một dự án cực kỳ phức tạp khi mà mỗi quốc gia đều có những cái bối cảnh riêng của mình nếu tạo ra một đồng tiền chung thì BRICS sẽ phải đối mặt với những khó khăn không ít và không kém với lại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu khi họ chuyển sang sử dụng đồng tiền chung châu, châu Âu, euro. Mục đích quan trọng hệ thống thanh toán đó là các quốc gia vẫn sử dụng đồng tiền nội tệ của mình. Tuy nhiên thì thông qua cơ chế thanh toán họ sẽ có thể thanh toán một cách tiện lợi hơn, nhanh chóng hơn và ít chi phí hơn. À, thông qua một cái nền tảng thanh toán giống như hệ thống thanh toán SWIFT của phương Tây. Liên quan đến việc là tiếp nhận các thành viên mới, thì Tổng thống Putin cho biết rằng việc tiếp nhận các thành viên mới không làm phương hại với cái sự hiệu quả của tổ chức hiện nay. À, BRICS tôn trọng tất cả các cái hiệp hội tổ chức đang tìm cách hợp tác à, với lại BRICS. Những công việc của BRICS và quốc gia trong tổ chức này sẽ ảnh hưởng một cách tích cực đến tình huống trên toàn cầu. BRICS không chống lại bất cứ một quốc gia nào và lợi ích của quốc gia nào. Vâng, ở cái câu chuyện này đến đây thì tôi cắt ngang để trả lời một vị thính giả theo dõi thường xuyên. Đó là nếu như Việt Nam tham gia BRICS thì có ảnh hưởng gì tới các cam kết với lại những cái tổ chức hiệp hội gì khác hay không, đúng không ạ? thì tất nhiên là chúng ta thấy ở đây ấy, cái xã hội thế giới của chúng ta nó là một thế giới nó không phải dựa trên những nguyên tắc nếu như mà dựa trên nguyên tắc thì chúng ta cứ đưa lời tổng thống putin giải nói rằng là khi brics phát triển thì nó không ảnh hưởng gì đến lợi ích quốc gia của bất cứ quốc gia nào mà đó là những cái đóng góp cho tình hình chung của thế giới và không nhằm chống lại bất cứ ai thì nếu chỉ theo tôn chỉ như vậy thì tất cả các quốc gia và khối brics nó chả ảnh hưởng đến quốc gia nào cả đúng ạ Thế nhưng câu chuyện là bây giờ thế giới của chúng ta như chúng ta nói nó đâu còn được cái sự xa xỉ là ông cứ việc phát triển và ông không ảnh hưởng đến tôi đâu. Đúng không ạ? Mà nếu ông phát triển mà tôi không phát triển thì có nghĩa là ông lạm phương hại tới lợi ích của tôi. Cho nên là nhìn chung thì chúng ta thấy rằng đối với phương Tây, Việt Nam của chúng ta hay bất cứ một quốc gia nào thôi nếu tham gia vào một cái khối BRICS mà khối BRICS thì chúng ta thấy là toàn các quốc gia ngoài phương Tây và nếu không muốn nói là các quốc gia đối thủ và thậm chí là kẻ thù của phương Tây. Như vậy rõ ràng là phương Tây không thích tí nào rồi. Tất nhiên là không có cái điều luật nào trên thế giới để ngăn cản, ngăn cấm, đúng không ạ? Thế nhưng mà câu chuyện nó 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 không phải là cái lý mà nó là cái tình mà nhiều khi cái tình thì nó át cả cái lý đúng không quý vị cho nên là bảo là ảnh hưởng gì không thì chắc chắn là cái tình thì nó sẽ ảnh hưởng rồi còn cái lý thì tất nhiên là chẳng có quốc gia phương tây nào nói rằng là à, chúng tôi sẽ xử lý ông bởi vì là ông đã tham gia khối brics đúng không ạ bởi vì đó là một cái việc đi ngược lại với lại cái quy tắc hành xử Thế còn nếu như mà quý vị hỏi tôi cụ thể nó là tổ chức nào đúng không ạ? Đấy thì mình mới nói được những cái cái, cái 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 chi tiết liên quan đến cái vấn đề đó của của cái hiệp hội thể chế đó với lại phương Tây. À, đối với trường hợp như Việt Nam của chúng ta thì là một trong quốc gia cần cân nhắc nhiều nhất nhìn chung trong tất cả các mối quan hệ kiểu như này thì chúng ta càng cần cân nhắc đúng không ạ? Cũng giống như ngoài đời thôi không phải là mình cứ thích hay là ghét ai thì mình lại nói bô bô với người ta như thế, đúng không, quý vị. Và mình quan hệ xong rồi mình bất chấp để mình thách thức cái bên còn lại. Đấy, chưa kể là Việt Nam chúng ta thì nó rất là đặc biệt. Việt Nam chúng ta là một quốc gia được hưởng lợi rất nhiều từ phương Tây cũng như các cái quốc gia trong khối BRICS và bán cầu phương Nam cho nên là đối với chúng ta thì không biết chúng ta nghĩ gì nhưng cái quan trọng là chúng ta hành xử làm sao để không ảnh hưởng tới cái lợi ích mà chúng ta nhận được đúng với vậy và chúng ta không làm mất lòng ai ví dụ như bây giờ bảo là Việt Nam chúng ta thì từng nói rằng là có những cái nguyện vọng đấy trong tương lai xem xét việc gia nhập BRICS hay như thế nào đó thế nhưng mà chúng ta cũng nói như vậy chúng ta không bao giờ khước từ là gia, không gia nhập khối BRICS và chúng ta nói như vậy thì rõ ràng chúng ta có một cái sự làm thân với khối brick đúng không ạ nhưng mà chúng ta cũng không ngay vội vã gia nhập khối brick làm gì để thể hiện một cái sự sốt sắng không cần thiết trong khi chúng ta lại làm ăn rất nhiều với phương tây những cái việc thanh toán của chúng ta thì nó chưa liên quan nhiều đến brick đúng không ạ có thể nó còn ít hơn nhiều so với lại những quốc gia phương tây chúng ta không đứng trước bất kỳ một cái mối đe dọa bị cấm vận cấm việc nào Đấy và chúng ta tiếp cận với tất cả những cái thị trường ở trên thế giới một cách nó rất là minh bạch, rất thuận tiện. Vậy thì nó chúng ta chưa nhất thiết là phải vội vã. Đấy, thế còn những cái quốc gia như kiểu là Iran chẳng hạn, Nga chẳng hạn, hoặc là Trung Quốc chẳng hạn thì tất nhiên là nó rất cần thiết rồi. Nhưng Việt Nam của chúng ta thì nó cần thiết nhưng nó chưa ở mức độ tối cần thiết. Cái câu chuyện là bởi vì chúng ta đang nhận được rất nhiều những cái ưu đãi đúng ạ hay nói không nói ưu đãi thì nói là những cái lợi ích khi mà đang ban giao rồi là giao thương với lại các quốc gia phương tây chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là một trọng quốc gia mà xuất khẩu hàng đầu vào nước mỹ đúng ạ đấy thì cái đấy là một trong những cái lợi ích nó cực kỳ lớn Nói tóm lại thì vâng, các vị lãnh đạo tất nhiên là họ có những cái phát biểu đúng không ạ? Nó uh, nó đại diện cho đất nước và tất nhiên là họ có một cái sự sắp xếp từ trước rồi. Thế còn ví dụ như mình chẳng hạn thì cái nguyên tắc là mình sẽ nói như nào, mình mỗi lần được hỏi về khối BRICS hay là khối G7, G20 hay là G gì đấy thì mình đều nói rằng là uh, chúng tôi tôn trọng uh, các vấn đề uh, luật pháp quốc tế dựa trên cái uh, gì đấy lợi ích quốc gia, hòa bình, phát triển dân tộc toàn cầu nhân loại vân vân. Mình cứ nói như vậy thôi. Đúng quý vị, chả ảnh hưởng gì tới ai cả. Tất nhiên là chúng ta nói đúng ạ? Thế còn cái việc mà lãnh đạo chúng ta chuẩn bị theo những cái kịch bản nào trong tương lai thì tất nhiên cái việc nói nó phải là một chuyện để mà giữ tất cả các mối quan hệ. Còn những cái công tác cần chuẩn bị thì chúng ta cũng phải hối hả để chuẩn bị. Và chúng ta tiếp tục với lại phát biểu của Tổng thống Putin. Ông nói rằng là khối BRICS không phải là một cái tổ chức theo khối mà chúng ta không có nhắm vào bất kỳ lợi ích của quốc gia nào. Các nhà, các nền kinh tế lớn nhất thế giới của toàn cầu hiện nay bao gồm cả các quốc gia khu vực đồng Eurozone cũng được lợi ích rất nhiều từ khối BRICS. Thậm chí có các quốc gia thì cũng muốn gia nhập khối BRICS. Trong những thông tin sâu sắc hơn thì tổng thống Nga nói rằng BRICS đã chiếm tới 33% diện tích của thế giới và 45% dân số thế giới. Ngày nay thì khối BRICS đã chiếm tỷ trọng trong nền kinh tế toàn cầu lớn hơn cả G7 và tốc độ phát triển càng ngày càng bỏ xa tốc độ phát triển của G7 và nhân loại không thể tồn tại mà không có các quốc gia BRICS, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh lương thực. Tổng thống Putin vẫn lặp lại câu trả lời khi phóng viên hỏi về tình hình ở Palestine, ông nói rằng là không có cách nào khác để có thể đem lại hòa bình vĩnh viễn cho vùng Trung Đông, đó là việc thành lập nhà nước Palestine một cách đầy đủ liên quan đến chiến cuộc ukraine thì ông nói thêm rằng là không nghi ngờ gì nữa chúng ta sẽ tìm ra một giải pháp liên quan đến sự đảm bảo lâu dài đối với an ninh của nước nga à, tuy nhiên nó không nên là một trong điều kiện để mà chúng ta phải đi tới một lệnh ngừng bắn tạm thời mà chỉ kéo dài vài tuần vài tháng hay vài năm do đó các thành viên à, sau đó thì các thành viên nato sẽ tái vũ trang ukraine cung cấp đạn dược và cuộc chiến sẽ quay trở lại với cường độ khốc liệt hơn. Và như vậy là Tổng thống Putin đã... và nhiều người hỏi là Putin có biết điều đó không? Đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng ông ấy đã biết tất cả những chuyện đó rồi. Đồng thời thì ông nói thêm rằng là khi nào các quốc gia NATO cảm thấy mệt mỏi vì việc tiến hành một cuộc chiến với người Nga chúng ta thì lúc bấy giờ chúng ta có thể hỏi họ Thế còn chúng ta thì lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu. Chúng ta sẽ tiếp tục một cái cuộc đấu tranh vũ trang không khoan ngượng. Chúng ta đã, đang và có cái lợi thế thượng phong và chúng ta sẽ chiến thắng. Liên quan đến NATO ở Châu Á, Tổng thống Putin trả lời rằng là các quốc gia Châu Âu đã bị lôi vào Châu Á như những con mèo con thông qua NATO không ai bận tâm hỏi họ các quốc gia châu âu rằng là hiệu họ có muốn phá hủy mối quan hệ tốt đẹp của họ với trung quốc hay không liệu họ có muốn sử dụng thực thể nato để mà thâm nhập vào châu á tạo ra một tình huống tương tự như là ở châu âu hay không đối với lại trung quốc à, sẽ trở thành một con ngóa ộp đối với chính họ thế nhưng họ vẫn bị kéo vào một cái mớ bòng bong này không khác gì những con mèo con vâng những con uh, nguyên văn đó là 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 chó con Đấy, nhưng mà tôi chuyển sang mèo cho nó tình cảm thế nhưng cái hình ảnh nó rất là đúng quý vị nhận không ạ uh, chúng ta thấy rằng là bây giờ tất cả những cái thông tin liên quan tới sự có mặt uh, của NATO tại châu Á trong tương lai đúng không, quý vị Thế thì tại sao một cái tổ chức Bắc Đại Tư Dương lại có thể có mặt ở châu Á, ngoài cái việc nó trở thành một cái thế lực để mà làm những điều giống như đã làm với Nga, đúng không ạ, đối với lại Trung Quốc. Còn bây giờ chẳng nhẽ người ta lại thành lập ra một cái NATO ở châu Á đặt một cái tên khác đi, và tổ chức đấy chỉ có lèo tèo vài nước ở châu Á, rõ ràng là nó sẽ không tạo ra một cái gì đó đối trọng tương đương với tổ chức của NATO ở châu Âu và như vậy thì chỉ có cái kế hoạch mở rộng mà thôi. Bây giờ thì các nước châu Âu một mình đã phải chống với nga đã điêu đứng rồi, mà bây giờ lại phải chống với lại Trung Quốc một cái quốc gia mà có thể nói rằng là có có một cái mối quan hệ ảnh hưởng quyết định tới tương lai của họ đến cái sự sung túc của họ, đúng không ạ? thì rõ ràng đây là một trong những cái đòn tự sát gọi là cấp độ không ai ngăn cản được. Về quân đội nga. Tổng thống Putin nói rằng là chúng ta đang chiến đấu bằng chính sức lực của mình. Chúng ta sản xuất vũ khí phần cứng, phần mềm, bom đạn của chính chúng ta. Điều đó khiến cho chúng ta có một cái lợi thế hơn hẳn so với lại Ukraine. Quân đội Nga đang trở thành quân đội sẵn sàng chiến đấu nhất thế giới, một quân đội có công nghệ chiến đấu tiên tiến nhất thế giới và nước nga sẽ tiếp tục chiến đấu chúng ta sẽ chiến đấu cho đến khi chúng ta đạt thắng lợi cuối cùng về câu hỏi là nga có tham gia thượng đỉnh hòa bình ở ả rập xê út trong lần tới hay không thì tổng thống nói rằng là nơi đó là một nơi rất quen thuộc và thoải mái cho chúng ta thế nhưng câu hỏi là chúng ta thảo luận gì ở hội nghị hòa bình ở đó à, có nghĩa rằng là một câu từ chối khéo về vấn đề phi đô la hóa à, tổng thống nga đã lặp lại cái luận điệu của ông và cái luận điểm của ông liên quan tới vấn đề này một cách rất là tránh đụng chạm ông nói rằng là chúng ta chỉ buộc phải làm những cái việc mang tính chất là tự bảo vệ thôi không liên quan gì đến đồng đô la À, liên quan đến khía cạnh tài chính thì chúng ta đã không tự động rút lui khỏi đồng đô la, chính họ à, đã gạt chúng ta ra khỏi bên lề. Đồng đô la là một dự trữ à, toàn cầu, không phải chúng ta đã à, chủ động để mà tự loại bỏ mình ra, nhưng chúng ta đã bị ngăn cản trong việc sử dụng à, đồng tiền đó. Bây giờ thì à, những hoạt động thương mại quốc tế của nước Nga à, đã được à, giao dịch bằng đồng tiền trong nước hoặc là đồng tiền của quốc gia đối tác. Như vậy chính họ đã tự phi đô la hóa bằng chính bàn tay của họ. Họ đã muốn chúng ta sụp đổ, họ đã nghĩ rằng chúng ta sụp đổ, nhưng mà chính họ đã là người gây ra cái chuỗi phản ứng đó. Liên quan đến mối quan hệ Mỹ Trung, tổng thống Nga nói rằng là những nỗ lực để kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc đã có ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ. À, sự cạnh tranh của các mặt hàng đang càng ngày đang trở lên thấp hơn. Nếu như họ tiếp tục đi theo con đường này, họ sẽ mất tính cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực khác nữa, chứ không chỉ liên quan đến việc sản xuất hàng hóa. Và rõ ràng bây giờ để nói câu chuyện kiềm chế thì nước Mỹ đã chậm mất mười mấy năm rồi và Putin cũng nói rằng là quan hệ hợp tác giữa Nga Trung là một trong những mối quan hệ uh, then chốt cho sự uh, ổn định của thế giới. Và đó là một cái quan hệ bình đẳng hai bên cùng có lợi và đem lại rất nhiều những lợi ích cho những quốc gia uh, liên quan. Đồng thời, nước Nga không hề can thiệp vào cái mối quan hệ của Trung Quốc với lại nước Mỹ. Tổng thống Putin đã kết thúc bằng một lời nhận định rằng là trong tương lai thì sự phát triển của khối BRICS sẽ tăng tốc hơn nữa so với lại phát triển của các quốc gia phương Tây và ông đặc biệt nhấn mạnh là khu vực Đông Nam Á cũng như là châu Phi sẽ trở thành trung tâm phát triển tăng trưởng toàn cầu. Trong những ngày sắp tới thì tổng thống Nga sẽ tiến hành tới 17 cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo của các quốc gia trong cái khuôn khổ của nghị thượng đỉnh BRICS vâng đó là một trong những cái bài phát biểu và những câu trả lời vụn vặt của giới báo chí phóng viên nhưng mà đã phủ sóng hầu hết các cái vấn đề quan trọng nhất liên quan đến tình hình phát triển của thế giới trong thời điểm hiện tại của nước nga và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với phần giao lưu câu hỏi địa chính trị ngay sau đây